Chi tiết độc lạ trên những chiếc MiG-21 đầu tiên Việt Nam tiếp nhận. MiG-21 là dòng máy bay được đưa vào biên chế không quân Xô Viết từ năm 1959 và là loại máy bay được sản xuất nhiều nhất lịch sử hàng không Liên Xô. Đây là vũ khí đóng góp to lớn cho những chiến thắng của không quân Việt Nam trước không lực Hoa Kỳ hùng mạnh. Mikoyan Jurevic MiG-21 là loại chiến đấu cơ phản lực một động cơ chính thức được đưa vào hoạt động trong không quân Xô Viết từ năm 1959. Với hơn 10.000 chiếc đã được chế tạo bởi nhiều quốc gia và sử dụng bởi hơn 50 không quân trên toàn thế giới. Đây có thể là mẫu máy bay thành công nhất trong lịch sử hàng không Liên Xô. MiG-21 BIS của không quân Ba Lan. Máy bay được phát triển cho nhiệm vụ tiêm kích đánh chặn với trọng lượng nhẹ và tốc độ cao lên đến Mach 2 và độ cơ động tuyệt vời. Tốc độ leo cao của máy bay cũng rất đáng nể khi có thể đạt trần bay hơn 12 km chỉ sau 5 phút cất cánh. Máy bay MiG-21 BIS của không quân Việt Nam hồi còn trong biên chế. Cuối năm 1965, Liên Xô lần đầu tiên viện trợ cho Việt Nam những chiếc tiêm kích MiG-21 hiện đại. Phiên bản đầu tiên được viện trợ là MiG-21PF. Ngày 4 tháng 3 năm 1966, tiêm kích MiG-21PF do phi công Nguyễn Hồng Nhị điều khiển đã bắn hạ máy bay do thám không người lái Ryan Flyby. Đây là chiến công đầu tiên của MiG-21 ở Việt Nam. MiG-21F-13 mang phù hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam. Có một điểm đặc biệt mà những phiên bản MiG-21 đầu tiên được Liên Xô viện trợ cho ta như MiG-21F-13 hay MiG-21PF là các máy bay này đều sử dụng thiết kế kính buồng lái mở về phía trước thay vì kéo ra sau như các thiết kế MiG đời trước hoặc mở sang các bên như các máy bay MiG-21 đời sau này. MiG-21PF của Không quân Việt Nam. Bác Hồ về thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân Tiêm kích 921, đoàn Sao Đỏ năm 1966. Phía sau là một chiếc MiG-21PF. Có một điều đặc biệt là dù cho MiG-21PF là phiên bản cải tiến hiện đại hơn MiG-21F-13, tuy nhiên đây mới là những chiếc MiG-21 đầu tiên Việt Nam tiếp nhận, chứ không phải MiG-21F-13 như nhiều người lầm tưởng. Phiên bản MiG-21PF được NATO định danh là Fitbat D, có sải cánh hơn 7,1m, chiều dài 15,8m, trang bị một động cơ phản lực đốt trong R11F2-300, cho phép nó đạt vận tốc tối đa 2.177 km/h. Một chiếc MiG-21PF của Không quân Liên Xô. Nó có thể bay tối đa 1.400 km và 1.770 km nếu trang bị thêm thùng dầu phụ. Một chiếc MiG-21PF của Không quân Nam Tư. Nó có thể mang 1,5 tấn vũ khí qua hai mấu treo ở hai bên cánh. Với thiết kế kính lái mở về phía trước, nó sẽ được sử dụng là một tấm khiên tạm thời bảo vệ phi công khi giải phóng ghế dù ở tốc độ cao. Một chiếc MiG-21PF của Không quân Liên Xô. Với phiên bản MiG-21F-13, nó được NATO định danh là Fitbat C, là mẫu MiG-21 phiên bản đầu tiên được đưa vào biên chế của Không quân Liên Xô. Một chiếc MiG-21F-13 với phù hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam. Cận cảnh quy trình ghế phóng dù trên máy bay MiG-21F-13 tương tự như trên phiên bản MiG-21PF. Tuy nhiên, trong trận không chiến ngày 14 tháng 7 năm 1966, ta đã mất phi công Tạ Vĩnh Thành do khi rời máy bay nhưng nắp buồng lái không bật ra như dự kiến và không mở. Cận cảnh buồng kính lái MiG-21 phiên bản mở ra phía trước. Với những hạn chế của kiểu kính lái mở về phía trước, ở các phiên bản nâng cấp sau này của MiG-21, người Liên Xô đã chuyển sang dùng thiết kế cửa buồng lái mở sang bên đáng tin cậy hơn. Dù cho những chiếc én bạc MiG-21 đã ngừng bay trên bầu trời Việt Nam từ lâu, nhưng những vương vấn về một mẫu máy bay huyền thoại vẫn luôn tồn đọng lại trong tâm trí những người yêu quân sự nước nhà. Một chiếc MiG-21 của Không quân Việt Nam. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.